xin kính chào quý thầy cô chủ tịch đoàn quý thầy cô và các uh, quý vị đồng nghiệp hôm nay theo sự phân công của ban tổ chức em xin trao đổi cái chủ đề liên quan đến liệu pháp kháng viêm giảm triệu chứng uh, vấn đề hiệu quả an toàn và kinh tế trong điều trị hen phế quản thì uh, bài trình bày của tôi gồm có 3 phần phần thứ nhất đó là cái cơ sở khoa học trong cái điều trị hen và cái liệu pháp kháng viêm giảm triệu chứng là gì thì trước tiên chúng ta cần phải hiểu về cái định nghĩa thế nào là hen phế quản thì hen là một bệnh lý rất là đa dạng và có cái đặc điểm đó là tổn thương viêm đường thở mạng tính với những cái định nghĩa như vậy chúng ta thấy rằng là nó sẽ có sự hiện diện của các cái dấu hiệu triệu chứng trong tiền sử bệnh sử của bệnh nhân à, đó là bệnh nhân có biểu hiện khó khè khó thở nặng ngực và ho các triệu chứng này nó sẽ thay đổi theo thời gian và cường độ cùng với sự dao động của cái luồng khí thở ra thì uh, qua các nghiên cứu người ta thấy rằng là mỗi một năm trên toàn thế giới dự uh, ước tính có khoảng 176 triệu các cái cơn kịch phát hay là đợt cấp của hen xảy ra mỗi năm và cơn cấp của hen, cơn kịch phát của hen thì đe dọa cái sức khỏe cũng như là tác động lớn đến cuộc sống của bệnh nhân và tuy nhiên là gì chúng ta thấy rằng là một phần ba các cái trường hợp mà bệnh nhân nghĩ rằng cái cơn kịch phát này là nặng đến mức là đe dọa cái tính mạng của họ và trong số thì chúng ta thấy trên thế giới ước tính có khoảng hơn 300 triệu bệnh nhân hèn phế quản chỉ tính riêng tại Anh thì có khoảng độ 3 70.000 trên 70.000 các trường hợp nhập viện do hen và khoảng độ 1.500 các trường hợp tử vong do hen đấy là tính riêng tại Anh Quốc thực trạng quản lý hen tại Việt Nam thì sao thì chúng ta thấy rằng là qua các nghiên cứu thì cái tỷ lệ hen ước tính Tại Việt Nam nó chiếm khoảng 4,1% dân số và nếu chúng ta nhân với 90 triệu, 100 triệu dân Việt Nam thì chúng ta sẽ ra được cái con số các trường hợp bệnh nhân hen tại Việt Nam. Tuy nhiên thì chỉ có dưới 30% bệnh nhân hen được dùng thuốc điều trị phòng ngừa cơn hay kiểm soát cơn và khoảng độ sấp xỉ 70% các trường hợp bệnh nhân hen đã sử dụng trên ba cái bình xịt sa ba một năm vừa qua và chúng ta biết rằng là nếu bệnh nhân hen mà sử dụng trên ba bình xịt sa ba một năm ấy thì nó sẽ là cái yếu tố nguy cơ cao xuất hiện các cái biến cố đợt cấp cũng như là nguy cơ cao gây tử vong thế thì các các nghiên cứu thì cũng thấy rằng là khoảng độ chỉ có khoảng độ tầm 40 phần trăm dưới 40 phần trăm các cái trường hợp bệnh nhân hen thì đạt được các cái kiểm soát hen tốt và trong số đó thì khoảng độ là trên phần trăm bệnh nhân chúng ta thấy có cái điểm aCT là dưới 20 theo cái thang điểm của Gina. Vậy vì vậy rõ ràng là hen là chưa được kiểm soát tốt và đồng thời thì khoảng độ sấp xỉ 25 26% bệnh nhân hen phế quản phải nhập viện vì đợt cấp của hen và chính vì cái việc hen không được kiểm soát cũng như là cái tỷ lệ đợt cấp phải nhập viện nó cao, cho nên nó sẽ làm tăng cái gánh nặng trong cái điều trị kiểm soát hen tại Việt Nam vậy thì về cơ chế bệnh sinh của hen ấy thì chúng ta hiểu rằng là ở cái hệ mà trong hen thì cái viêm đường thở viêm mạng tính đường thở đóng vai trò then chốt trong cái cơ chế bệnh sinh của hen phế quản và nếu như chúng ta thấy chỉ chúng ta chỉ giải quyết cái phần uh, triệu chứng của hen, đó là cái co thắt phế quản thì vô hình chung chúng ta sẽ không uh, điều trị cái, cái 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 gọi là cái gốc rễ của vấn đề, đó là cái nền viêm của đường thở, đó là tăng cái phản ứng tính của phế quản, đó là cái tắc nghẽn phế quản. Thế do vậy mà khi mà điều trị thì chúng ta thấy rằng là giảm cái nền viêm tác động vào cái cơ chế bệnh sinh thì chúng ta sẽ đạt được cái uh, giảm cái, cái tăng lý tính phản ứng tính của phế quản cũng như là giảm cái con thắt phế quản và cải thiện các cái triệu chứng uh, cho bệnh nhân vì vậy cái điều trị nền tảng điều trị nền viêm bằng corticoid đường hít sẽ giúp kiểm soát hen tốt hơn và giảm cái nguy cơ uh, kịch phát tầng trong tương lai cho bệnh nhân Tuy nhiên có một cái thực tế đó là bệnh nhân thì luôn luôn muốn cái giảm trừ giảm cái triệu chứng ngay tức thì. Đây là cái nghiên cứu Inspire người ta thấy rằng là khoảng độ 40% các trường hợp bệnh nhân hen cho rằng là không cần phải sử dụng các cái thuốc điều trị kiểm soát hen hàng ngày mà khi mà họ cảm thấy là kiểm soát kiểu triệu chứng của bệnh nhân là tốt và 90% bệnh nhân hen thì muốn sử dụng cái thuốc làm thế nào để mà có thể giải quyết cái triệu chứng ngay tức thì cho bệnh nhân được do vậy mà chúng ta thấy có cái nghịch lý ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là à, trong hen ấy thì cái viêm đường thở là hết sức quan trọng thế tuy nhiên là nếu chúng ta chỉ sử dụng sa ba là cái thuốc cắt cơn là thuốc giãn phế quản thì chúng ta sẽ thấy là không kiểm soát được nền viêm và vì vậy chúng ta sẽ thấy dẫn đến một cái hiện tượng đó là tái cấu trúc đường thở đó là tắc nghẽn không hồi phục phế quản và cái bệnh nhân sẽ phải đối mặt với những cái hậu quả hết sức là nghiêm trọng vậy thì đâu là cái cơ chế bệnh sinh của hen và cái cơ sở khoa học của cái liệu pháp mà ICS formoterol. Formoterol chúng ta biết rằng là đây là một cái thuốc giãn phế quản LABA tác dụng kéo dài nhưng lại có ưu việt đó là nó khởi phát tác dụng rất là, rất là nhanh chóng. Do đó mà trong hen thì chúng ta thấy có co thắt cơ trường phế quản. Nếu chúng ta chỉ sử dụng thuốc cắt cơn là SABA thì chúng ta sẽ không giải quyết được cái nền viêm và nền viêm không giải quyết được thì bệnh nhân sẽ có hiện tượng là tiếp tục viêm phù nề và tăng bài tiết chất nhầy, tăng cái co thắt phế quản và tắc nghẽn đường thở này nó sẽ làm cho cái triệu chứng của bệnh nhân khó thở nhiều hơn, khò khè, nặng ngực, tăng mạch tiết đờm và xuất hiện các cơn kịch phát trên lâm sàng và bệnh nhân sẽ phải nhập viện. Do vậy mà việc tác động vào cái cơ chế bệnh sinh đó là chúng ta sử dụng cái ICS tác động vào cái nền viêm tác động vào cái nguyên nhân gốc rễ của vấn đề thì chúng ta sẽ thấy là sẽ giải quyết được cái cái căn nguyên Đấy, đồng thời là phóng rôn, là thuốc la ba nhưng lại khởi phát tác dụng giãn phế quản rất nhanh chóng cho nên nó sẽ giải quyết được cái co thắt cử, cửa cờ trơn phế quản cho bệnh nhân ngay lập tức do đó vậy mà cái việc phối hợp giữa cái liệu pháp kháng viêm là budesonide với lại giãn phế quản là formoterol được coi như cái phối hợp mà mang lại cái cái uh, tương lai điều trị cho bệnh nhân hèn đó là budesonide thì tác động kháng viêm tại chỗ làm giảm các cái triệu chứng và giảm các cái nguy cơ xuất hiện đợt kịch phát thế còn formoterol là thuốc cường beta 2 chọn lọc giãn cơ trường phế quản khởi phát tác dụng rất nhanh chóng sau 1 đến 3 phút hít thuốc là đã khởi phát tác dụng rồi và nó sẽ kéo dài tác dụng này đến 12 giờ. Do đó chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ, à, sự phối hợp giữa một cái à, thuốc kháng viêm với lại cái thuốc cắt cơn giảm triệu chứng ngay lập tức nó sẽ mang lại cái hiệu quả trong cái kiểm soát hen cho bệnh nhân. Và đồng thời chúng ta cũng biết rằng là nó cũng đóng vai trò rất quan trọng trong cái việc mà phát hiện cái cửa sổ cơ hội. Thì các nghiên cứu người ta thấy rằng là trước khi mà bệnh nhân có cái đợt cấp thì trước đó khoảng độ 5 đến 7 ngày là bệnh nhân đã có các dấu hiệu báo trước, cảnh báo trước. Và nếu như chúng ta giáo dục bệnh nhân được tốt thì người ta phát hiện sớm từ giai đoạn này à, bệnh nhân sẽ sử dụng cái budesonide formotron HIT và với cái việc mà cung cấp thuốc kháng viêm, cung cấp thuốc giãn phế quản thì nó sẽ giúp cho giảm cái nền viêm, giảm cái triệu chứng giãn phế quản cho bệnh nhân rất tốt và chính vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ, à, nó sẽ không gây ra cái 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 cơn cấp và triệu chứng của bệnh nhân được kiểm soát do đó chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân hồi phục mà không cần phải nhập viện, không cần phải sử dụng corticoid đường toàn thân, đây là cái vai trò rất là quan trọng chúng ta sẽ xem cái hiệu quả và an toàn cũng như giá trị kinh tế của cái liệu pháp kháng viêm giảm triệu chứng như thế nào thì chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta sử dụng cái sapa cắt cơn ấy thì người ta thấy qua các nghiên cứu à, nó sẽ làm tăng cái nguy cơ xuất hiện đợt kịch phát và cái đợt kịch phát này sẽ xảy ra sớm hơn cũng như thường thường xuyên hơn và cái việc lạm dụng sapa như vậy ấy, thì nó sẽ khiến cho bệnh nhân có xuất hiện nhiều triệu chứng chức năng hô hấp của bệnh nhân sẽ kém hơn và có hiện tượng là tăng cái phản ứng phế quản nó quá mức và nhiều cái đợt kịch phát. Do vậy mà chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ xuất hiện những cái đợt cấp và đợt cấp thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ làm tăng cái chi phí điều trị, tăng cái tỷ và nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đối với bản thân bệnh nhân, đối với gia đình và toàn xã hội. Thì đây là những nghiên cứu tiến hành tại Pháp và Tây Ban Nha thì người ta thấy rằng là cái chi phí nhập viện đi khám cấp cứu và phải đi khám do các triệu chứng hèm nặng lên ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở cái nhóm mà mà không kiểm soát ấy, thì rõ ràng nó cao hơn rất nhiều so với lại cái nhóm mà đã đạt được kiểm soát tốt hoặc là kiểm soát một phần đây là cái nghiên cứu được tiến hành tại đại học y dược thành phố hồ chí minh do phó sư tiến sĩ lê thị tuyết lan và cộng sự tiến hành thì người ta thấy rằng là với các cái chi phí điều trị thì hen mà giai đoạn ổn định thì chúng ta thấy cái chi phí điều trị của bệnh nhân trong vòng một năm nó chỉ hết có gì ạ à, khoảng độ tầm hơn 4 triệu thế nhưng nếu chúng ta mà không điều trị tốt ở giai đoạn ổn định bệnh nhân xuất hiện đợt cấp thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như bệnh nhân đó không được điều trị tốt thì ví dụ như người ta có hai đợt cấp nhẹ một năm và hai đợt hai đợt cấp nặng thì chúng ta sẽ thấy cái chi phí điều trị nó sẽ gấp lên gấp 10 lần so với cái việc mà chúng ta kiểm soát tốt ở giai đoạn ổn định và rõ ràng là cái việc mà chúng ta kiểm soát hen không tốt khiến cho bệnh nhân xuất hiện các đợt cấp nó sẽ gây ra những cái hiệu quả hết sức là nghiêm trọng à, chúng ta sẽ thấy là à, tăng cái hiện tượng viêm đường thở tăng nguy cơ tái phát các đợt cấp suy giảm cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân tăng cái tỷ lệ tử vong và đẩy nhanh cái quá trình tiến triển nặng bệnh theo thời gian cũng như là tăng cái tỷ lệ nhập viện Do vậy cái điều rất quan trọng làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát hen được tốt và tránh cho bệnh nhân xuất hiện các cái cơn cấp thì bộ y tế Việt Nam năm 2020 thì cũng đưa ra cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen ở người lớn cũng như trẻ em trên 12 tuổi. Chúng ta thấy rằng là cái liệu pháp mà ICS phòng khi cần để sử dụng đối với hen bậc 1 bậc 2 chúng ta sẽ thấy đây là cái thuốc cắt cơn ưu tiên và tương tự như vậy đối với hen bậc 3, bậc 4 và bậc 5 thì chúng ta sẽ thấy là sử dụng cái isoflavonoid khi cần cho bệnh nhân vừa dùng cái liệu pháp duy trì và vừa các cơn trong cùng một bình hít tức là chúng ta sẽ thấy là sẽ sử dụng cái liệu pháp kháng viêm giảm triệu chứng trong cùng một bình hít và đây là cái lựa chọn khuyến cáo lựa chọn ưu tiên cũng tương tự như vậy chúng ta thấy đối với hen bậc 1, bậc 2 thì chúng ta sẽ thấy là người ta sẽ sử dụng cái isoflavonoid khi cần để làm sao mà có thể là cung cấp cái thuốc dạng phế quản bên cạnh À, cung cấp các cái thuốc mà à, cắt cơn giảm triệu chứng ngay cho bệnh nhân đó là formoterol. Gina 2021 thì cũng đưa ra khuyến cáo, chúng ta thấy à, đưa ra hai cái nhánh. nhánh thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng acesorformoterol à, vừa cắt cơn vừa giảm triệu chứng trong cùng một cái dụng cụ phân phối thuốc. À, đó là cái nhánh thứ nhất. còn nhánh thứ hai nếu không thì chúng ta sẽ thấy là sẽ sử dụng cái liệu pháp truyền thống đó là acesorformoterol, à, Laba à, dùng duy trì và dùng cắt cơn là Sapa khi cần thế thì rõ ràng là chúng ta sẽ có hai cái liệu pháp ở đây đó là liệu pháp truyền thống khi mà chúng ta sử dụng cái ICS là à, dùng duy trì và chúng ta sẽ kết hợp với lại dùng cái SABA khi cần khi bệnh nhân có triệu chứng hoặc là cái liệu pháp mà tức là budesonide formoterol kháng viêm giảm triệu chứng à, trong cùng một bình hít thì chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân sẽ được dùng duy trì cái budesonide formoterol một hoặc à, hai hít à, một lần và hai lần mỗi ngày À, với cái, khi mà bệnh nhân có triệu chứng thì người ta sẽ hít thêm cái bổ sung budesonide formoterol khi cần thì đâu là các cái bằng chứng về cái hiệu quả thì chúng ta sẽ thấy là nghiên cứu này cho chúng ta thấy uh, giảm cái tỷ lệ đợt kịch phát ở bệnh nhân hen uh, khi mà sử dụng cái liệu pháp mạt uh, so với liệu pháp truyền thống là sanmetron uh, và fluticasone với lại saba thì uh, các nghiên cứu ví dụ steam step stay smile compass and ahead thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái tỷ lệ giảm từ 21 đến 76% cái tỷ lệ cơn kịch phát ở bệnh nhân hen khi mà sử dụng cái liệu pháp mạt là, là là tốt hơn và rõ rệt hơn so với cái liệu pháp truyền thống là salmeterol và fluticasone. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta sử dụng cái liệu pháp mạt kháng viêm giảm triệu chứng như vậy đấy, thì chúng ta sẽ thấy là giảm cái đợt kịch phát cơn hen mức độ nặng tốt hơn so với liệu pháp dùng truyền thống khi mà dùng 3. Thì chúng ta thấy là ngay kể cả khi ở dùng với cái liều ICS laba ở cái mức liều cao hơn thì cái tỷ lệ mà giảm cơn kịch phát mức độ nặng nó vẫn giảm tốt hơn từ 21 đến 40% ở cái nhóm mà sử dụng cái Budesonide kháng viêm giảm triệu chứng trong cùng một dụng cụ hít. À, tương tự như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là vì khi mà giảm được cân cấp giảm được các cái triệu chứng giảm được cái nền viêm cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là à, bệnh nhân sẽ không phải sử dụng cái à, cái, cái liều lượng ICS là quá cao à, đây là cái nghiên cứu mà chúng ta tổng hợp lại chúng ta sẽ thấy rằng là khi chúng ta sử dụng cái liệu pháp kháng viêm giảm triệu chứng trong cùng một ống hít thì nó sẽ giúp giảm 25% cái lượng cái liều lượng ICS cần dùng so với cái liệu pháp truyền thống và khi mà giảm được tân cấp như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ làm giảm được cái tỷ lệ cơn kịch phát nặng à, ở đây trong nghiên cứu chúng ta thấy là khoảng 33% và như vậy nó sẽ tiết kiệm cái, cái chi phí điều trị ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là nghiên cứu tại Canada thì giảm 32% cái chi phí điều trị so với cái liệu pháp so với bệnh nhân được dùng cái liệu pháp và uh, fluticasone thì rõ ràng là khi mà giảm được cái cơn kịch phát nặng thì nó sẽ giảm được cái chi phí điều trị uh, cho bệnh nhân thì đó là cái giá trị kinh tế và khi mà chúng ta kiểm soát hen ngoại trú là tốt hơn uh, thì chúng ta sẽ thấy rằng mang lại cái hiệu hiệu quả hết sức là tốt đó là gì ạ? Giảm cái số ngày uh, nghỉ việc giảm cái gánh nặng về chi phí gián tiếp lên kinh tế và xã hội thì đây là cái nghiên cứu người ta so sánh cái budesonide, formoterol cái duy trì và cắt cơn thì chúng ta thấy cái cột màu đỏ và so với cái nhóm bệnh nhân sử dụng fluticasone, salmeterol là cái cột màu tím thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ cái nhóm sử dụng cái liệu pháp kháng viêm giảm triệu chứng là giảm cái số ngày nghỉ việc và giảm cái số ngày phải à, là nghỉ làm à, do cái, cái liên quan đến đợt cấp của bệnh cũng như là giảm cái tỷ lệ à, phải có người thăm non và à, giảm cái chi phí điều trị là tốt hơn so với cái nhóm mà dùng fluticasone salmeterol tôi xin có ba cái điểm kết luận sau đây kết luận thứ nhất hen là cái bệnh mà có tổn thương viêm đường thở mãn tính và khi mà có tổn thương như vậy chúng ta sẽ thấy rằng cái đợt cấp của, nó sẽ gây ra các cái đợt cấp của hen nó sẽ làm tăng cái chi phí điều trị tăng nguy cơ tử vong suy giảm chức năng phổi và suy giảm cái chất lượng cuộc sống à, liệu pháp Isetophomoterol thì giúp quản lý bệnh nhân hen là tốt hơn khi mà bệnh nhân đạt được kiểm soát về triệu chứng tốt hơn phòng ngừa đợt cấp tốt hơn và cải thiện chất lượng cuộc sống liên quan sức khỏe giảm các cái chi phí trực tiếp và gián tiếp uh, tiết kiệm ngân sách cho bệnh nhân cho gia đình và toàn xã hội thì phần trình bày của tôi đến hết xin trân trọng cảm ơn các thầy cô và các đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe